Đến rồi, không biết mọi người đã có kế hoạch gì chưa? Nếu chưa, hãy theo chân báo Gia Lai cùng khám phá những địa điểm được giới trẻ yêu thích tại Gia Lai, cùng hòa chung không khí nhộn nhịp ngày lễ và có cho mình những giây phút thật đáng nhớ bên bạn bè tại phố núi Mờ Sương. Đi sân bay buổi sáng tại cà phê phía sau nhà trên đường Bùi Đình Túy. Tại đây, bạn không chỉ được thưởng thức những ly cà phê thơm ngon mà còn có cơ hội chiêm ngưỡng đồng ruộng xanh mát trước mắt trong màn sương mù mờ ảo, hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp. Tân Sơn, tọa lạc giữa lòng thiên nhiên xanh mát của Gia Lai, là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự tĩnh lặng và cảnh quan hùng vĩ. Với mặt nước trong xanh phẳng lặng, phản chiếu bóng những ngọn núi và rừng cây xung quanh, đập Tân Sơn mang đến một bức tranh thiên nhiên thanh bình và nên thơ. Đến với đập Tân Sơn, du khách không chỉ có cơ hội thả mình trong không gian yên tĩnh, tận hưởng bầu không khí trong lành, mà còn có thể tham gia các hoạt động thú vị như chèo thuyền, cắm trại. Đơn giản là dạo bộ quanh bờ đập để chiêm ngưỡng vẻ hoang sơ, trữ tình của nơi đây. Cảnh sắc yên bình mát mẻ của không gian rộng mở, đập Tân Sơn sẽ mang lại cho bạn những phút giây thư giãn tuyệt vời bên người thân và bạn bè. Bầu không khí giàu độ ẩm cùng các mảng xanh trải dài quanh đập mang lại một cảm giác thư thái, bình yên, trái ngược hoàn toàn với quang cảnh phố phường chen chúc ngày thường. Nằm ẩn mình giữa khung cảnh thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ của vùng đất Tây Nguyên, bãi bồi ở khu vực Hồ B cầu treo biển Hồ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích cắm trại và khám phá vẻ đẹp tự nhiên. Trên bãi bồi rộng lớn thoáng đãng, khu vực cắm trại tại cầu treo mang đến một không gian yên bình, giúp bạn thoát khỏi nhịp sống hối hả của đô thị. Mùa nhất lên, chúng ta có thể cắm trại tại khu vực Hồ B cầu treo. Khu vực cắm trại tại cầu treo mang đến một không gian yên bình, giúp bạn thoát khỏi nhịp sống hối hả của đô thị. Trên thảm cỏ xanh mướt, bạn có thể dựng lều, chèo súp, vừa ngắm biển hồ rộng lớn trước mắt. Buổi tối, không gì tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè cây cần bên lửa trại, thưởng thức bữa ăn tối giản dị và ngắm bầu trời đêm đầy sao. Hoạt động cắm trại tại nơi đây không chỉ là cơ hội để hòa mình vào thiên nhiên, mà còn giúp bạn có những trải nghiệm đáng nhớ, thư giãn và tái tạo năng lượng cho những ngày làm việc mới. Lễ này thì chị đã làm gì để hưởng ứng ngày lễ 2 tháng 9? Hưởng ứng ngày lễ 2 tháng 9 là tôi làm in áo, dán ở xe, rồi tổ chức đi chơi, cắm trại, các thứ rồi vậy. Vậy những cái địa điểm nào mà ngày 2 tháng 9 này về thiên nhiên Gia Lai chị dắt khách đi? Thì ở Gia Lai mình thì có ở cầu treo Hồ B, ở biển Hồ, hay là đi leo núi, chư Ngọc Lễ, ở Kâm Tâm, Mang Đen. Rồi ở Chương Nam, rồi ở Chương Đăng Gia, rồi đập Tân Sơn. Đồi Thông Diên Phú là địa điểm yêu thích của các bạn trẻ tại Gia Lai. Nằm cách trung tâm thành phố Pleiku không xa, một điểm đến tuyệt vời cho những ai muốn tận hưởng khoảnh khắc hoàng hôn thơ mộng và lãng mạn. Từ đỉnh đồi, bạn có thể phóng tầm mắt ra xa, ngắm nhìn toàn cảnh vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ và cảm nhận sự yên bình, tĩnh lặng của thiên nhiên khi ngày dần khép lại. Gia Lai mùng 2 tháng 9 em sẽ giới thiệu cho chị những địa điểm du lịch là công viên Diêm Hồng, biển hồ và cà phê, nhà cà phê ở Phú Nhơn. Từ
Pleiku thực sự là một nơi tuyệt vời để trải nghiệm và thư giãn sau dịp lễ Quốc khánh. Hãy cùng gia đình, bạn bè khám phá và tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời tại những địa điểm này và cùng có một kỳ nghỉ trọn vẹn.